Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 70. Chương 691. Độ hóa chiêm quả. Được chư vị tiên sư xuất thủ, con ta mới bình yên hồi cung, bản vương tới để cảm tạ. Kiều Liên Mỹ nắm tay con trai đi tới gần, chủ động đưa tay lên ngực làm lễ, nói mấy người Thẩm Lạc thấy thế cũng nhao nhao hoàn lễ. Chỉ có tên điên chiêm quả khi nhìn thấy trang phục trên người quốc vương, đưa tay chỉ vương miện trên đỉnh đầu y, lớn tiếng cười ngớ ngẩn không thôi. Một thị vệ thấy thế, nhao nhao muốn tiến lên bắt gã, kết quả bị Kiêu Liên Mỹ quát bảo ngưng lại. Y tự nhiên sớm biết rõ lai lịch chiêm quả, cho nên cũng không so đo, ngược lại hỏi, nghe nói mấy vị tiên sư là từ Đông Thổ Đại Đường đến. Lúc trước thật sự chậm trễ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Bệ hạ không cần như vậy, chúng ta vừa vào thành đã được đưa đến dịch quán nghỉ ngơi, những ngày qua dùng lễ đãi, nào có lãnh đạm chứ, chúng ta cũng cảm kích không thôi. Bạch Tiêu Thiên ôm quyền nói, xin hỏi tiên sư, lúc trước quấy phá là yêu vật gì? Chư vị làm sao cứu được con ta trở về? Tên kia đã đền tội chưa? Nếu không hãy để Lâm Đạt thiền sư hàng phục nó. Kiều Liên Mỹ hỏi. Hỏi xong, y hơi nghiêng người sang, Lâm Đạt thiền sư đứng phía sau y, lập tức tiến lên nửa bước, vỗ tay hành lễ với mấy người Thẩm Lạc. Chỉ là một đầu sa yêu bình thường, đã đền tội rồi, cũng không cần làm phiền thiền sư. Thẩm Lạc hoàn lễ nói, như vậy rất tốt. Vị tiểu thiền sư này nhìn tuổi không lớn lắm, khí tượng trên thân lại không tầm thường, giống như có đại công đức trong người, không biết là xuất từ tòa thiền viện nào ở Trung Thổ. Lâm Đạt khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào trên thân thiền nhi, mở miệng hỏi. Thiền sư quá khen rồi, tiểu tăng xuất gia tại Kim Sơn Tự, bất quá là tiểu sa di tham thiền mà thôi. Thiền nhi hoàn lễ nói, Kim Sơn Tự, hẳn là chùa Huyền Trang Pháp Sư xuất gia năm đó. Thần sắc trên mặt Lâm Đạt thiền sư hơi đổi, lập tức kinh ngạc hỏi. Thiền nhi không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Trách không được nhìn tiểu thiền sư một thân Phật quang phủ thân, nguyên lai là cao tăng Kim Sơn Tự. Năm đó Huyền Trang Pháp Sư trải qua thiên tân vạn khổ, từ Tây Thiên Phật Quốc cầu mang về Đại Thừa Phật Kinh, tạo hóa vô lượng công đức. Bây giờ tiểu thiền sư kế thừa y bát thiền sư, lại đến Tây Vực chúng ta, chính là ứng lời thiên triệu. Mấy ngày sau đúng lúc gặp Đại Thừa Pháp Hội tổ chức, khẩn cầu tiểu thiền sư nhất định phải đăng lâm pháp đàn, giảng kinh tụng pháp cho mấy chục vạn tăng 36 nước Tây Vực chúng ta. Lâm Đạt thiền sư mừng rỡ không thôi, thi lễ thật sâu nói. Thiền nhi thấy thế, có vẻ hơi khó xử, nhìn về phía Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên một chút, thấy hai người cũng một mặt bất đắc dĩ. Đành nói, tiểu tăng tài sơ học thiền, Phật pháp tạo nghệ nông cạn, thực sự đảm đương không nổi đăng đàn giảng pháp. Giảng pháp luận đạo, không phân cao thấp, chỉ cần tiểu thiền sư đến, dù không giảng kinh cho tăng chúng, cũng là công đức vô lượng. Lâm Đạt thiền sư nói, nếu vậy, tiểu tăng từ chối thì bất kính rồi. Thiền nhi từ chối không xong, đành chấp nhận, vinh hạnh mời đến. Lâm Đạt thiền sư nói lần nữa, dịch quán dù sao cũng đơn sơ, mấy vị tiên sư hay là rời vào vương cung đi, để cho bản vương tận tình chủ nhà một phen, cũng coi như báo đáp ân chư vị cứu con ta. Kiều Liên Mỹ mở miệng nói, đa tạ ý tốt bệ hạ, chúng ta ở nơi này đã quen, rời vào vương cung lại phải lao sư động chúng, thực sự không muốn, mong bệ hạ hiểu cho. Thẩm Lạc do dự một chút, cự tuyệt nói, tốt, tốt, không sao, không sao. Đám người đang nói chuyện, chiêm quả lại phát bệnh điên, bắt đầu kêu lung tung. Thiền nhi nhìn gã một cái, quay đầu hành lễ với mọi người, sau đó cáo từ rời đi, nắm tay chiêm quả trở về phòng của mình. Tiểu thiền sư đây là... Lâm Đạt thiền sư thấy thế, có chút khó hiểu nói. Thiền nhi sư phụ nói muốn độ hóa chiêm quả, giúp hắn tỉnh lại. Kỳ Liên Mỹ nghe vậy, mở miệng nói. Trên thân chiêm quả nhiễm nhân quả nặng nề, tiểu thiền sư quả nhiên là cao tăng, có thể độ hóa hắn, bần tăng thật bội phục. Lâm Đạt thiền sư nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh vừa cười nói. Sau đó,
đám người lại nói chuyện một hồi, Kiều Liên Mỹ liền dẫn đám người rời dịch quán. Trước khi rời đi, Kỳ Liên Mỹ hỏi thăm Thẩm Lạc, chính mình có thể đến tìm bọn hắn không? Thẩm Lạc gật đầu đáp ứng. Đưa tiễn đám người đi, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên đi tới ngoài phòng Thiền Nhi, khẽ gõ cửa vài tiếng. Mời vào, thanh âm Thiền Nhi từ trong nhà vang lên. Thẩm Lạc lập tức đẩy cửa đi vào, liền thấy trên mặt đất trong phòng đặt hai cái bồ đoàn. Thiền Nhi khoanh chân ngồi ở bên trái, Chiêm Quả thì ngồi liệt bên phải, ánh mắt phiêu hốt nhìn quanh phòng. Thẩm thí chủ, Bạch thí chủ, ta muốn dùng thanh tâm chú khai trí cho hắn, mời các người giúp ta ở bên ngoài chiếu khán một hai. Đến lúc đó mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta không mở miệng thỉnh cầu, các người cũng đừng tiến vào. Thiền Nhi nhìn về phía hai người, ngữ khí trịnh trọng nói. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhẹ. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải gọi chúng ta vào. Thẩm Lạc có chút lo lắng nói. Được, Thiền Nhi gật đầu nói. Nói xong, nó đứng dậy đi tới lấy trên bàn một cái lư hương ba chân tinh xảo, đốt một đàn hương ngưng thần, sau đó ngồi xuống. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thối lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng gõ mõ, thành khẩn. Nương theo âm thanh gõ mõ không nhanh không chậm, thanh âm Thiền Nhi ngâm tụng kinh văn cũng vang lên. Hai người Thẩm Lạc cách cửa phòng, nghe thanh âm phạn ngữ kia, trong lòng cũng dần thấy yên ổn, vô thức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong phòng đã đốt lên ánh nến, điểm điểm. Quang mang ấm áp từ bên trong truyền ra, bỗng nhiên, trong phòng loảng xoảng một tiếng. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên đang ngồi đồng thời mở hai mắt ra, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Bạch Tiêu Thiên vô thức muốn đẩy cửa phòng ra, nhưng bị Thẩm Lạc đưa tay ngăn lại. Hắn đến gần cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở cửa phòng nhìn bên trong đánh giá, kết quả nhìn thấy trên mặt đất té một cái lư hương đồng, Chiêm Quả vốn ngồi đối diện Thiền Nhi giờ lại nhào vào người Thiền Nhi. Ngũ quan trên mặt gã vặn vẹo, thần sắc điên cuồng, bộ dạng dữ tợn, quyền đấm cước đá lên Thiền Nhi. Thiền Nhi thì hai mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ, miệng tụng kinh văn, mặc cho Chiêm Quả đánh đập, vẫn lù lù bất động, nhìn vững chắc như Phật tượng. Chiêm Quả đập một lát, tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, sau đó quay người lại, nắm lư hương trên mặt đất lăn xuống, muốn đập xuống đỉnh đầu Thiền Nhi. Ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên co rụt lại, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản, kết quả lại nhìn thấy Thiền Nhi nhắm hai mắt, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên làm gì. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 692, Thanh danh lan xa. Ầm một tiếng vang trầm truyền đến, ngay lúc Thẩm Lạc chần chừ, lư hương trong tay Chiêm Quả đã đập xuống đỉnh đầu Thiền Nhi. Bất quá, thân thể của gã đang run rẩy, tay cũng bất ổn, lần này cũng không đập chính giữa đầu Thiền Nhi, mà đập sát lông mày của nó rơi vào trên sàn nhà, sau đó nảy lên rơi qua một bên. Lông mày Thiền Nhi bị xé ra một vết rách, máu tươi hỗn hợp tàn hương dính nửa gương mặt nó. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, nhưng thấy toàn bộ quá trình, lông mày Thiền Nhi cũng chưa từng nhíu lên, liền thoáng yên tâm lại, nhịn xúc động muốn đẩy cửa đi vào. Chiêm Quả quẳng lư hương xong, lại như phát điên đập phá trong phòng, đạp đổ từng thứ trong phòng. Màn giường cũng bị giật xuống, xé thành mảnh nhỏ. Trong phòng bị làm loạn đến thất bát tào đằng, gã lại xông lên, quyền đấm cước đá với Thiền Nhi. Thẳng đến một lúc lâu sức cùng lực kiệt mới một lần nữa tê liệt ngã xuống bổ đoàn đối diện Thiền Nhi, dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này trên người trên mặt Thiền Nhi đã trải rộng vết thương, nửa gương mặt bị vết máu che phủ. Cả khuôn mặt gò má một nửa sạch sẽ, một nửa dơ bẩn, một nửa tái nhợt, một nửa đen nhánh, nhìn phảng phất người âm dương. Chờ đến lúc Chiêm Quả bình tĩnh lại, nó mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt hơi lóe lên quang mang, bên trong bình thản không gì sánh được, hoàn toàn không có vẻ trách cứ phẫn nộ gì cả. Nó gật đầu nhẹ với Thẩm Lạc, ra hiệu chính mình không sao, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngâm tụng kinh văn.
Thẩm Lạc nhìn một hồi, thấy Chiêm Quả không tiếp tục bạo hành nữa, mới thoáng yên tâm, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chỉ là lần này, hắn không tiếp tục ngồi xuống, mà nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa, lặng lặng nghe thiền. Nhi ngâm tụng kinh văn. Không ngờ, lần chờ đợi này chính là 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến trạng vạng tối ngày thứ 3, âm thanh gõ mõ trong phòng kéo dài 3 ngày rốt cuộc cũng ngừng lại. Tiếng tụng kinh cũng ngừng theo, trong phòng đột nhiên có một mảnh quang mang màu trắng ấm áp từ trong khe cửa xuyên suốt ra. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên lập tức tới gần khe cửa, quan sát tỉ mỉ bên trong. Chỉ thấy trong phòng, sắc mặt Thiền Nhi trắng bệch như tờ giấy, ngực trong quần áo, lại có một đạo bạch quang từ đó chiếu ra, ngoài thân nó hình thành một vòng sáng mơ hồ, chiếu rọi cả người nó như Phật Đà. Đây là Phật Quang, Bạch Tiêu Thiên hơi kinh ngạc nói. Thẩm Lạc thì chú ý tới, Tiêm Quả ngồi đối diện một mực cúi đầu xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai tay vuốt một đầu tóc bẩn loạn xạ ra sau ót, thần tình trên mặt bình tĩnh, hai mắt cũng không còn vô thần như trước. Gã quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, bái Thiền Nhi ba bái. Thiền sư, đệ tử đã không còn chấp nhất thiện ác, chỉ là trong lòng vẫn như cũ còn nghi ngờ. Xin lời khuyên của Thiền sư, Chiêm Quả mở miệng nói giọng khàn khàn. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lời nói đồ đao không phải là độc chỉ sát nghiệt, mà là chỉ 3.000 phiền não thuộc chấp niệm, tứ đại giai không. Cái gì gọi là không? Không phải là vật không còn, mà là tâm không còn. Chỉ có chân chính buông xuống chấp niệm mới thật sự là tu thiền. Thiền Nhi mở miệng, chậm chậm nói ra. Thiền sư nói là ác nhân buông xuống sát nghiệt là có thể thành Phật. Nhưng thiện nhân không sát nghiệt làm sao buông xuống đây? Chiêm Quả lại hỏi. Ngươi chỉ thấy ác nhân buông xuống đồ đao trong tay, lại chưa từng trông thấy hắn bỏ xuống đồ đao trong lòng. Ác niệm tịch diệt, thiện niệm vừa khởi, chỉ là bắt đầu thành Phật mà thôi. Người đeo ác nghiệp lại đi tu Phật, chỉ là bắt đầu khổ tu. Thiện nhân thì tương phản, thân vô ác nghiệp, lại có chấp niệm với quả, đợi đến khi đốn ngộ, thì đã thành Phật. Thiền Nhi tiếp tục nói. Nghe lời ấy, Chiêm Quả trầm mặc thật lâu, rốt cuộc lần nữa bái phục. Sau đó, mặt mày gã tỏa sáng, đứng lên, trên mặt ý cười đi ra cửa phòng. Phật quang trên thân Thiền Nhi dần dần thu liễm, đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thẩm Lạc kinh hãi, vội vàng xông vào trong phòng, ôm lấy Thiền Nhi, tra xét qua, thần sắc mới hòa hoãn lại. Thế nào? Bạch Tiêu Thiên hỏi vội. Đến cùng là nhục thể phàm thai, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, tăng thêm suy nghĩ quá mức, bị nội thương không nhẹ, cũng may không trở ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt. Thẩm Lạc thở dài, nói. Một ngày sau, Thiền Nhi đến từ Đông Thổ Đại Đường điểm hóa Chiêm Quả, nhanh chóng truyền bá ra Xích Cốc Thành, dẫn tới oanh động. Dù sao thanh danh Chiêm Quả, chuyện tình nhân quả năm đó không phải dễ cắt đứt, cho dù là cao tăng như Lâm Đạt Thiền Sư cũng không cách nào độ hóa. Lâm Đạt Thiền Sư nghe nói Thiền Nhi bị trọng thương, lúc này liền chạy đến thăm viếng, bất quá vì Thiền Nhi còn mê man nên không thể gặp, cuối cùng chỉ để lại một bình đan dược chữa thương, sau đó rời đi. Sau mấy ngày, rất nhiều thiền lâm chùa chiền 36 nước Tây Vực điều động đại đức cao tăng, lục tục ngo ngoe từ các nơi chạy tới. Dân chúng bốn phía thành trì cũng đều không để ý đường xá xa xôi, bôn ba tụ tập đến Xích Cốc Thành. Xích Cốc Thành vốn náo nhiệt lập tức trở nên kín hết chỗ, khắp nơi đều lộ ra vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Bất đắc dĩ, quốc vương Kiêu Liên Mỹ đành phải ban xuống vương lệnh, yêu cầu dân chúng ngoại thành thậm chí là ngoại quốc đến, nhất định phải trú đóng ở bên ngoài thành, không được tiếp tục tràn vào trong thành. Cùng lúc đó, Lâm Đạt Thiền Sư cũng tự mình tiến ra ngoài thành nói cho đám người, bởi vì diện tích trong thành có hạn. Cho nên nơi họp Đại Thừa Pháp Hội, đặt ở địa vực tương đối khoáng đạt ở bên ngoài cửa thành Tây. Thế là, không chỉ bách tính từ bên ngoài, ngay cả bách tính trong thành, cũng bắt đầu sớm dựng lều vải ngoài thành. Chờ đợi ngày Pháp Hội tổ chức, có thể thấy cao tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, lắng nghe ngài tự mình giảng Pháp. Nhưng sau nửa tháng, quốc vương mới ban bố hịch văn, chiêu cáo quốc dân, bởi vì bách tính các quốc gia đến xem lễ thực sự quá đông.
đến mức toàn bộ bên ngoài cửa thành Tây hỗn loạn không chịu nổi, nên lại đành chuyển pháp hội về hướng Tây, triệt để truyền vào trong Đại Mạc. Cũng chỉ bỏ ra ngắn ngủi hơn nửa tháng, quốc vương liền sai người xây dựng trong sa mạc một tòa bình đài bằng gỗ phương viên chừng trăm trượng. Phía trên có 72 đài giảng kinh cao tới 10 trượng, để cao tăng 36 nước đăng đàn giảng kinh. Hịch văn ban bố ngày đó, mấy vạn bách tính các quốc gia đêm tối đi gấp, rời chướng bồng của mình đến quanh pháp đàn. Trong đêm sa mạc đốt lên đống lửa kéo dài hơn 10 dặm, cùng ngôi sao trong bầu trời đêm cộng hưởng sáng lên. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Xích Cốc Thành mở rộng cửa Tây, quốc vương Kiêu Liên Mỹ mang theo vương hậu và mấy vị vương tử. Dưới hai vị tăng nhân mặc hồng bào thôi động, đáp lấy một khung vân liễn từ trước cửa chậm rãi lên không, bay về phía nơi hội họp. Tăng chúng 36 nước, thân có pháp lực tự mình lăng không bay lên, theo sát vân liễn quốc vương mà đi. Người nhục thể phàm thai thì cũng được người tu hành dẫn dắt, hoặc theo phi thuyền, hoặc cưỡi pháp bảo bay đi. Phía dưới còn có đại lượng bách tính đuổi theo, nhưng chỉ có thể cưỡi ngựa và lạc đà, hoặc đi bộ tiến lên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 693, Pháp Đàn Giảng Kinh. Thiền Nhi tự nhiên là theo Bạch Tiêu Thiên cưỡi phi thuyền đi. Trải qua những ngày điều dưỡng, thân thể của nó đã hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ là tinh thần thoạt nhìn vẫn có chút không tốt. Những khúc mắc của chiêm quả ba ngày trước, nó một mực không nói với hai người Thẩm Lạc. Trên thực tế, mấy ngày kia trừ ngâm tụng thanh tâm chú, nó thỉnh thoảng thanh tỉnh biện luận một hồi với chiêm quả. Trên tạo nghệ Phật học, chiêm quả tinh thâm viễn siêu tưởng tượng của nó, mặc dù cuối cùng Thiền Nhi vẫn biện thắng, nhưng đối với nó cũng chưa hẳn không phải là một loại thử thách to lớn. Cuối cùng, Thiền Nhi thông qua Xá Lợi Tử kiếp trước lưu lại, không ngừng câu thông, mượn nhờ lực lượng trong Xá Lợi Tử, mới hoàn toàn làm tỉnh lại chiêm quả. Bạch thí chủ, từ hôm đó tới giờ các ngươi còn gặp lại chiêm quả không? Thiền Nhi ngồi xếp bằng sau lưng Bạch Tiêu Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi. Không, nghe nói ngày đó có người từng thấy, hắn từ cửa thành đi ra, rất nhiều người đoán hắn là trở về cố quốc chuộc tội. Dù sao từ đó đến giờ không ai gặp lại hắn. Bạch Tiêu Thiên nói, làm sao vậy? Thiền Nhi sư phụ tìm hắn có việc. Thẩm Lạc cũng tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là hôm đó khuyên bảo hắn xong, luôn cảm thấy còn có chút thiền lý chưa rõ ràng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được giải thoát. Thiền Nhi nói như thế, Thiền Nhi sư phụ không cần quá mức để ý, nghe nói chiêm quả rời thành hôm đó, tắm rửa sạch sẽ chính mình, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười giải thoát. Rất hiển nhiên, người đã giúp hắn giải thoát khổ hải. Thẩm Lạc an ủi. Thiền Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Một đoàn người rất nhanh bay đến nơi tụ họp, khi thấy lều vải trong đại mạc kéo dài hơn 10 dặm, đều cảm thấy úy vị tráng quan. Ba người từ trên không trung hạ xuống, đi vào một mảnh đất trống trước hội trường, tăng chúng cũng đều tụ tập ở nơi đó, từng người ăn mặc chỉnh tề, yên lặng niệm tụng kinh văn. Kiêu Liên Mỹ mặc dù là quốc vương cao quý, giờ phút này cũng không đứng trong hội trường, mà như một tín đồ bình thường ở phía trước hội trường dựng một lều vải, cùng vương hậu và đám vương tử ngồi ngay ngắn trong đó. Nhìn thấy đoàn người Thẩm Lạc rơi vào trên đài, Kỳ Liên Mỹ lập tức phất tay ra hiệu với bọn hắn, khắp khuôn mặt là ý cười. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên cũng lập tức phất phất tay với y, Thiền Nhi lại chỉ dựng thẳng trưởng thi lễ một cái. Vô thượng quá sâu vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó gặp phải. Này ta kiến thức đến thụ cầm, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Lâm Đạt Thiền Sư đứng trước chúng tăng, lấy Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh mở đề. Nguyện lắng nghe, chúng tăng cùng nhau hành lễ, mở miệng nói. Mấy vạn bách tính xung quanh tụ lại, nhao nhao ngồi trên mặt đất, vốn còn có chút ồn ào, tất cả đều quy về yên tĩnh. Thỉnh cầu chư vị Đại Đức đăng lâm pháp đàn, chuẩn bị giảng kinh. Ánh mắt Lâm Đạt Thiền Sư quét qua đám người, mở miệng nói. Y vừa dứt lời, liền dẫn đầu phi thân lên, ngồi xuống một tòa đài cao ở trung tâm hội trường, hai tay hợp lại. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn hoa sen,
theo sát phía sau, Long Đàn, Bảo Sơn, một đám tăng nhân Thánh Liên Pháp Đàn, cũng nhao nhao tung người lên, chừng 16 người, ngồi rải rác xung quanh đài cao. Thiền Nhi sư phụ, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lạc thấp giọng hỏi. Thiền Nhi nhìn về phía Thẩm Lạc, có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Thẩm Lạc cười một tiếng, đưa tay bấm pháp quyết hướng xuống đất rồi vung lên, một đạo thanh tuyền từ dưới đất dâng lên. Hóa thành một đạo sóng nước xoắn ốc, nâng thân thể Thiền Nhi chậm rãi thăng nhập không trung, đưa nó vào trong pháp đàn. Thiền Nhi khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được gió chậm rãi thổi qua bên người, trong đầu bỗng nhiên mơ hồ hiện ra một đoạn ký ức ngắn quen thuộc mà lạ lẫm. Tựa hồ trong thời gian nào đó, nó đã từng ở trên pháp đàn cao như vậy đấu pháp cùng người. Bất quá đoạn ký ức ngắn ngủi này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện trong đầu Thiền Nhi cũng chỉ là một hình ảnh cô lập, ấn tượng rất mơ hồ. Thiền Nhi hơi phân thần, sau đó một lần nữa tập trung ý chí, tay về chuỗi hạt, yên lặng ngâm tụng kinh văn. Thiền sư các viện khác cũng đều nhao nhao đăng đàn, từng người khoanh chân ngồi xuống, tự mình liễm thần tụng kinh. Tăng nhân đệ tử đi theo các thiền sư thì nhao nhao ngồi trên mặt đất, vây quanh phía dưới pháp đàn trưởng bối sư môn mình. Đà Lạn thiền sư, lần này pháp hội, ngài lấy bộ kinh điển nào nhập pháp? Lâm Đạt thiền sư chủ trì và khởi xướng đại thừa pháp hội lần này, nhưng không giảng pháp đầu tiên, mà là điểm một vị pháp sư xa sư quốc, ý chỉ lão giảng kinh đầu tiên. Lão tăng cao tuổi hình thể gầy gò kia nghe vậy, đầu tiên thi lễ với Lâm Đạt thiền sư từ xa, sau đó mở miệng giảng đạo. Bần tăng dẫn điển thập thiện nghiệp đạo kinh, nói cùng người khác đoạn nghiệp chư Phật Bồ Tát giải ách. Chúng sinh đông đảo, nếu muốn cắt hết thảy khổ ách, ý nguyện vĩ đại, tu hành thập thiện nghiệp đạo. Vậy ngừng sát sinh, cấm trộm cắp, tuyệt dâm tà, không nói bừa, không hai lưỡi, không ác khẩu, không khinh ngữ, xa tham lam, át sân niệm, đoạn si ngu. Thẩm Lạc mặc dù không phải người trong Phật môn, nhưng cũng xem qua chút kinh điển Phật môn. Biết vị lão tăng này giảng chính là phương pháp tu hành Phật pháp cơ bản nhất, tức rời xa 10 loại ác nghiệp, tu trì tự thân. Sau đó, Đà Lạn thiền sư tiếp tục giảng thuật từ thập thiện nghiệp đạo này đến đạo xử thế làm người, nội dung dễ hiểu. Diện tích giảng bao phủ rộng khắp, lão lại là người trong tu hành, thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu, truyền ra bên ngoài pháp đàn tròn 10 dặm. Không chỉ chúng tăng nghe đến mê mẩn, ngay cả bách tính bình thường xung quanh cũng đều nghe say sưa ngon lành. Đà Lạn thiền sư giảng xong, Lâm Đạt thiền sư cùng những tăng nhân khác thi lễ với lão, miệng tụng một câu A Di Đà Phật, liền điểm thiền sư thứ hai bắt đầu giảng kinh. Tăng này lấy viên giác liễu nghĩa kinh dẫn, giảng thuật Thích Ca Mâu Ni Phật cùng rất nhiều Bồ Tát liên quan tới tu hành Bồ Tát đạo, ở trong trích dẫn đại lượng Phật kệ cùng không ít cố sự. Thiền lý giảng rất có hương vị. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi bên cạnh dưới đài của Thiền Nhi, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Thiên bên cạnh, phát hiện y cũng đang nhắm mắt ngồi, tựa hồ đang tĩnh tâm nghe vị thiền sư kia giảng thuật. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, đang định nhắm mắt, con người lại nhịn không được hơi co rụt lại, bỗng nhiên liếc thấy ván gỗ dưới thân tựa hồ có một đạo lưu quang hình cung hiện lên. Chờ hắn cẩn thận xem xét, lưu quang kia lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Ảo giác, Thẩm Lạc ngạc nhiên, lập tức buông thần thức dò xét nơi đó. Vừa dò xét, hắn lập tức phát hiện phía dưới quảng trường, thình lình có trận trận sóng pháp lực đang vận chuyển. Chỉ là sau khi cẩn thận xem xét, pháp trận này giống như rất phổ thông, tụ tập thiên địa linh khí lại. Tốc độ nó tụ tập không nhanh, ngưng tụ thiên địa linh khí cũng không nhiều, cũng không có đặc thù gì. Để cho an toàn, Thẩm Lạc vẫn truyền âm cho Bạch Tiêu Thiên, nói y biết việc này. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 694, xảy ra dị biến. Nhìn không giống như là pháp trận lợi hại gì, nhìn bộ dạng này, cảm giác như là hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung cho chư vị cao tăng. Bạch Tiêu Thiên theo lời xem xét, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức truyền âm trả lời hắn. Dù sao không phải tất cả cao tăng nơi này đều là người tu hành,
còn có không ít người phàm tục, pháp hội này khẳng định sẽ không kết thúc sớm. Nếu một mực khô tỏa trên đài cao mà không bổ sung linh khí, một số người chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Cũng rất có thể, nhìn kỹ hắn nói. Thẩm Lạc trả lời. Sau khi nói xong, hắn không ngồi xuống, mà nhắm mắt ngưng thần, toàn tâm chú ý đến biến hóa dưới quảng trường. Từng thiền sư liên tục lên giảng giải Phật Kinh, có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có tối nghĩa khó hiểu. Các cao tăng mặc dù đều nghe hiểu được, bách tính bốn phía thì chưa chắc. Chờ lúc thiền nhi lên giảng kinh, bởi vì nó chỉ là người phàm tục, tiếng nói non nớt lại nhu hòa, nên thông qua pháp trận dưới pháp đàn vận chuyển, mới đưa thanh âm lan truyền ra xa. Nó giảng giải chính là bản nhược tâm kinh lưu truyền cực lớn, mặc dù đám người cơ hồ đã nghe qua, nhưng tùy tâm mỗi người lại không giống nhau, thiền nhi một phen giảng thuật xuống. Hóa phức tạp thành đơn giản, êm tai nói, khiến cho rất nhiều nghi hoặc trong lòng bách tính bỗng nhiên được giải, ngay cả không ít cao tăng nghe được đều liên tục gật đầu. Thẩm Lạc mặc dù một mực lưu ý biến hóa xung quanh, nhưng cũng không bỏ lỡ tinh diệu giảng kinh, chỉ là nghe một hồi xong, hắn phát hiện một chuyện có chút kỳ quái. Các tăng nhân được Lâm Đạt thiền sư điểm đến kia, không ngoại lệ tất cả đều là tăng nhân các quốc gia khác, mà thiền sư xuất thân Thánh Liên Pháp Đàn lại không có một ai. Có nghi vấn này, Thẩm Lạc liền tập trung quan sát những người này, kết quả. Phát hiện Long Đàn cùng Bảo Sơn những người kia, bất kể là ai giảng kinh, bọn họ từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, trong miệng yên lặng ngâm tụng cái gì đó. Chưa từng nhìn qua bất kỳ một người nào, cũng chưa từng mảy may thần sắc biến hóa, điều này khiến Thẩm Lạc càng cảm thấy không đúng. Ngay lúc hắn định nói nghi vấn này cho Bạch Tiêu Thiên, liền nghe Lâm Đạt Thiền Sư nói, Long Đàn Thiền Sư, đối với Đại Thừa Phật Pháp, ngươi có kiến giải gì? Đệ tử ngu kiến. Long Đàn Thiền Sư nghe vậy, liền mở miệng nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng âm thầm cười khổ. Nhưng ngay lúc ý niệm trong lòng hắn phát sinh, dị biến xảy ra. Trên đài cao, Long Đàn Thiền Sư bỗng nhiên nói, các loại diệu pháp đều là ảo ảnh trong mơ, cùng cầu pháp, không bằng nhập đạo. Chư vị đàn chủ Thánh Liên Pháp Đàn, lúc này không động thủ, còn đợi khi nào? Lão vừa nói xong, 16 vị tăng chúng Thánh Liên Pháp Đàn nhao nhao đưa tay đẩy ra trước một trường, trong miệng ngâm tụng một trận thanh âm giống như u minh quỷ ngữ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay mỗi người hiện ra một chữ quỷ đỏ như máu, từng đạo khí tức huyết hồng từ trên thân mỗi người phát tán ra. Như từng sợi tơ lụa màu đỏ, sâu chuỗi một tòa tiếp một tòa pháp đàn giảng kinh. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, trên từng tòa pháp đàn cao ngất kia nhao nhao bị hồng quang xâm nhiễm, như từng cái đèn lồng màu đỏ to lớn trên quảng trường phát sáng lên. Một lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ lại đỉnh pháp đàn, giam giữ tất cả thiền sư đăng đàn giảng kinh vào trong đó. Đà Lạn thiền sư thấy thế, đưa tay bấm một hoa mai chỉ, trong miệng nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Đột nhiên đánh ra một trường về phía trước, sau lưng lão lập tức hiện ra một tôn hư ảnh Phật Đà, cũng làm ra hình tay nhặt hoa. Quang trường lướt qua, kim quang tăng vọt, một đạo thủ ấn Phật trường to lớn trùng điệp đánh vào trên lồng sáng màu đỏ. Ầm một tiếng vang trầm truyền đến, lồng ánh sáng màu đỏ kịch liệt chấn động, dẫn tới cả tòa pháp đàn lắc lư theo. Nhưng đợi đến chấn động lắng lại, hồng quang kia rung động lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại Đà Lạn thiền sư bị cự lực phản chấn, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trong lồng ánh sáng. Một bên khác, các thiền sư khác cũng xuất thủ, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều giống Đà Lạn thiền sư, lồng sáng kia căn bản không thể đánh vỡ từ bên trong. Lâm Đạt thiền sư ở trung tâm pháp trận cũng bị nhốt trong lồng ánh sáng, chỉ là thần sắc y bình tĩnh, vẫn như cũ vê tụng đọc kinh, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Thiền nhi có chút bất an, đứng ở rìa pháp đàn, trông xuống phía dưới thăm dò, liền thấy Thẩm Lạc đang ngửa mặt lên hướng nó lắc đầu, ra hiệu nó không cần lo lắng. Trong lòng của nó an tâm một chút, liền khoanh chân ngồi xuống. Bạch Tiêu Thiên thấy thế, cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay lóe lên kim quang, hiện ra một thanh kim cương sử Phật môn. Một đầu tròn trịa, một đầu bén nhọn. Chỉ thấy một tay y nắm chặt chính giữa kim cương sử, tay kia chỉ trên đầu sử nhẹ nhàng lau một cái.
một đạo hào quang màu vàng nồng đậm từ đó sáng lên, trên đó lập tức phát tán ra một cỗ ba động năng lượng cường đại. Phật Pháp Phổ Độ, Kim Cương Phá Ma. Trong miệng y quát khẽ một tiếng, kim cương sử trong tay lập tức tỏa ra quang mang nóng rực, trùng điệp đâm tới đài cao. Ầm một tiếng vang lên, trên pháp đàn bao phủ hào quang màu đỏ kịch liệt run lên, xung đột với kim quang trên kim cương sử, cả hai phảng phất như nước lửa. Mãnh liệt va đập vào nhau, khuấy động lên trận trận ba động gợn sóng, cả tòa pháp đàn cũng theo nguồn lực lượng kia kịch liệt rung động. Bạch Tiêu Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, một tay bấm pháp quyết, lần nữa vỗ lên kim cương sử. Trên kim cương sử lập tức hiện ra một chuỗi phù văn phạn ngữ, mũi nhọn uốn éo kim quang hóa thành hình xoắn ốc. Lực xuyên thấu lập tức tăng gấp bội, trực tiếp đâm xuyên qua hào quang màu đỏ trên pháp đàn, mắt thấy là sẽ đánh xuyên pháp đàn. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm từ trên cao truyền đến, thân thể Thiền Nhi nằm nhoài gần rìa pháp đàn, khóe miệng tràn đầy vết máu, thần tình trên mặt hết sức thống khổ. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng kéo bả vai Bạch Tiêu Thiên lại, lôi y ra khỏi pháp đàn, ngăn trở y tiếp tục thi pháp. Thẩm Lạc, ngươi! Bạch Tiêu Thiên còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Lạc cắt ngang. Pháp trận này rất cổ quái, liên quan tính mệnh người trong trận. Ngươi nếu tiếp tục phá trận, chỉ sợ lúc trận phá, chính là lúc Thiền Nhi mất mạng. Thẩm Lạc nói, cái gì? Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc nói. Thế nhưng khi y nhìn bốn phía, tăng nhân hộ pháp tùy hành của các thiền sư khác cũng đều nhao nhao xuất thủ, ý đồ cứu thiền sư nhà mình ra, kết quả tất cả đều thất bại. Cũng giống như vậy, không phải pháp trận này không thể phá, mà một khi cưỡng ép công phá pháp trận, rất có thể đả thương tới tính mệnh các thiền sư trong trận, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không thể không từ bỏ công kích pháp đàn. Dân chúng vây quanh phía ngoài vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, từng kẻ hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Phụ vương, các thiền sư ở đây sao vậy? Kỳ Liên Mỹ tựa trong ngực phụ thân, hơi nghi hoặc hỏi. Kiều Liên Mỹ làm quốc vương tự nhiên đã nhìn ra có gì không đúng, y không trả lời vấn đề nhi tử, mà nhỏ giọng dặn dò thị vệ bên người mang vương hậu cùng một đám vương tử rời đi. Bọn người vương hậu còn không rõ cho lắm, còn đang nghi hoặc, liền nghe trên pháp đàn có người cao giọng nói, Long Đàn thiền sư, ngươi làm cái gì vậy? Sao dám bày trận cầm tù Lâm Đạt thiền sư cùng chư vị đại đức cao tăng? Một tiếng hô to này, xem như giải vây nghi hoặc người xem. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 695, Dục Vọng Thăng Tiên. Cái gì? Long Đàn thiền sư phản bội Lâm Đạt thiền sư? Có người hoảng sợ nói. Không thể, Long Đàn thiền sư sao lại vậy? Lâm Đạt thiền sư là sư phụ của hắn. Lâm Đạt thiền sư, đây là có chuyện gì? Lâm Đạt thiền sư. Rất nhanh từng tiếng kêu gọi điệp ra vang lên. Lâm Đạt thiền sư là nỗi trông cậy trong lòng tất cả mọi người, kỳ vọng y có thể cho tất cả mọi người một đáp án. Dưới mọi người sốt ruột chờ đợi, Lâm Đạt thiền sư chậm rãi đứng lên, giơ tay lên lăng không ấn xuống mấy lần với đám người, thanh âm mọi người dần dần nhỏ lại. Liệt Đồ không báo trước, đột nhiên xuất thủ, khiến mọi người kinh nghi bất an, thực sự là có lỗi. Lâm Đạt thiền sư phất phất tay về phía đám người, mở miệng nói. Nói xong, y vung tay lên trước người, trong tay áo có một đạo thanh quang bắn ra. Ầm một tiếng vang nhỏ qua đi, lồng ánh sáng màu máu bao quanh y ứng thanh vỡ tan, biến thành mảnh vỡ. Đám người thấy thế, lập tức đại hỉ. Không hổ là Lâm Đạt thiền sư. Dân chúng thấy thế, vui mừng không thôi. Các cao tăng trong pháp đàn trên quảng trường cũng đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nhìn nhau một chút, thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều chú ý tới, Lâm Đạt thiền sư mới nói xin lỗi, chẳng biết tại sao, cũng không hành lễ Phật môn. Xin chư vị thứ lỗi, chuyện Long Đàn đều là bản tọa bảo hắn làm, cho nên chư vị không cần quá mức kinh hoàng. Lúc này, Lâm Đạt thiền sư tiếp tục nói, đám người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó an tâm lại mấy phần. Có người thậm chí nói ra,
nguyên lai là Lâm Đạt Thiền Sư an bài, vậy sẽ không có gì. Nếu là Lâm Đạt Thiền Sư an bài, vậy nhất định không phải chuyện xấu. Lâm Đạt Thiền Sư làm vậy, tất nhiên là có đạo lý của Ngài. Thẩm Lạc nghe lời nói xung quanh, không ít người trong đó xuất từ các hộ pháp tăng nhân, trong lòng bất giác có chút bi ai. Những người này tu Phật tu Pháp, vì chữ ngộ, cầu giải chúng sinh mê hoặc, sao không mê tín ở Phật, ngược lại mê tín ở Lâm Đạt Thiền Sư này. Bạch Tiêu Thiên có chút khó hiểu hỏi, Phật tổ cách quá xa, Phật Pháp giảng quá sâu, Lâm Đạt Thiền Sư này đang ở trước mắt, nghe nói hắn từng chu du 36 nước Tây Vực. Hàng yêu phục ma, hành chư bách thiện, lưu lại thần tích chỉ sợ còn nhiều hơn Phật tổ, nên thế nhân không thể không tin. Thẩm Lạc thở dài, thế nhân ngu muội. Bạch Tiêu Thiên thở dài, Lâm Đạt, người cầm tù những cao tăng này, rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Lạc cao giọng dò hỏi, lớn mật, dám gọi thẳng tên thiền sư. Bảo Sơn thiền sư nhìn về phía Thẩm Lạc, lúc này trừng mắt nổi giận nói. Đông đảo bách tính cũng trợn mắt nhìn về phía Thẩm Lạc. Đã sớm cảm thấy Thánh Liên Pháp Đàn các ngươi không đúng, xem ra chính là tai họa, đến lúc này còn giả vờ giả vịt sao? Thẩm Lạc không nể tình chút nào, mở miệng châm chọc. Người ngoại ban, không. Thể phỉ báng Thánh Đàn, càng không được nói xấu Lâm Đạt Thiền Sư. Không cần Bảo Sơn mở miệng, trong dân chúng đã có người cao giọng trách mắng. Cuồng đồ lớn mật, dám can đảm ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đuổi cuồng đồ này ra, dân chúng bắt đầu kêu gào. Thần sắc quốc vương ngưng trọng, vừa thúc giục thị vệ để bọn họ đưa bọn Kỳ Liên Mỹ đi trước một bước, vừa âm thầm điều khiển quân trong thành tới. Làm gì? Các ngươi lập tức sẽ biết, có thể tận mắt nhìn thấy bản tọa hóa cảnh thăng tiên. Đối với những phàm phu tục tử các ngươi cũng coi là thiên đại phúc phận. Ha ha! Lâm Đạt Thiền Sư cao giọng cười to nói, tư thái y cuồng ngạo, hoàn toàn khác vẻ bình thản ngày xưa, đến mức dân chúng vừa rồi còn kêu gào Thẩm Lạc, thanh âm tất cả đều nhỏ xuống. Bọn họ nhìn Lâm Đạt Thiền Sư đột nhiên trở nên xa lạ này, sau lưng vậy mà ẩn ẩn sinh ra hàn ý. Thẩm Lạc trao mày, trong lúc nhất thời cũng không hiểu thâm ý của Lâm Đạt Thiền Sư. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể bắt đầu rồi. Lâm Đạt Thiền Sư mở miệng nói, 16 tên đệ tử y tuân lệnh, phi thân từ trên tế đàn xuống, xông vào trên quảng trường, có người trực tiếp lướt vào giữa bách tính. Sau đó, từng đợt thanh âm thê lương kêu thảm vang lên. Những đồ chúng Thánh Liên Pháp Đàn xông vào trong đám người kia, đúng là không có dấu hiệu nào bảo khởi giết người. Những hộ tăng căn bản không phòng bị liền bị đâm xuyên tim, nhao nhao mất mạng. Đám người xung quanh càng thêm thảm liệt. Mấy tên Thánh Liên Pháp Đàn kia căn bản không cần thi triển thuật pháp, chỉ phóng thích khí tức bản thân. Ngưng tụ thành từng đạo phong nhận, từ trong đám người xuyên thẳng qua, tựa như lưỡi đao rào sát, cắt chém bách tính xung quanh thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, tất cả bách tính còn huyễn tưởng rốt cuộc mới triệt để phá diệt, từng kẻ kinh hoàng thất thố, bắt đầu chạy tứ phía. Quốc vương Kiêu Liên Mỹ được thị vệ hộ tống, bỏ chạy ra sau. Y vốn tính lưu lại, có thể hơi ổn định lại thế cục, nhưng bất thình lình đổ sát huyết tinh, làm cho toàn bộ tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Phát rồ! Bạch Tiêu Thiên giận dữ mắng một tiếng, thân hình lướt thẳng lên, phi thân rơi vào giữa đám người, nâng lên kim cương sử đánh tới một tên thiền sư Thánh Liên Pháp Đàn cao gầy. Tên đó lập tức quay người, hai tay bão nguyên trước người, trong lòng bàn tay hiện ra một khối huyết kính hình tròn. Phía trên phốc bay ra một đạo huyết quang, đánh vào trên kim cương sử. Nhưng mà, một kích của Bạch Tiêu Thiên không nương tay, trên kim cương sử hiện ra một cơn lốc xoáy kim quang, đánh tan huyết quang, một đường bay vụt tới, không trở ngại đánh huyết kính thành mảnh vỡ. Thiền sư cao gầy kia bất quá ngưng hồn trung kỳ, dựa vào pháp khí bị phá, căn bản ngăn cản không nổi, bị kim cương sử xuyên qua tim, một kích giết chết. Bốn tên thiền sư Thánh Liên Pháp Đàn thấy thế, lập tức một tên thiền sư xuất khiếu sơ kỳ dẫn đầu vây giết qua. Đi hỗ trợ, Thẩm Lạc lập tức vỗ cửu âm đại bên hông, gọi ra quỷ tướng. Tuân mệnh, Triệu Phi Kích ôm quyền, thân hình lập tức như sương khói phiêu tán ra, biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn lên Pháp Đàn phía trước, do dự một chút,
tay vung lên, một thanh phi kiếm màu đỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Tâm niệm hắn động, trên thuần dương kiếm phôi liền lóe lên xích quang, mặt ngoài dâng lên một tầng u nhiên hỏa diễm. Trong ngoài pháp trận này đều lộ ra lực âm tà, nếu không thế lấy lực phá, vậy thử một chút hồng liên nghiệp hỏa này có hiệu quả hay không? Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, khống chế phi kiếm tới gần pháp đàn. Bởi vì lo lắng đả thương Thiền Nhi, Thẩm Lạc không dám trực tiếp dùng phi kiếm công kích pháp đàn, cho nên chỉ dẫn một sợi hỏa diễm trên phi kiếm tiến tới hào quang màu đỏ trên pháp đàn. Chỉ thấy hỏa diễm vừa mới tới gần, hồng quang trên toàn bộ pháp đàn rung động kịch liệt, tựa hồ thập phần e ngại hỏa diễm. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng thêm lực đạo vỗ trường kiếm, trực tiếp đánh về phía pháp đàn. Lúc này, Lâm Đạt ở trung tâm pháp đàn cũng chú ý tới dị dạng bên này, đôi mắt lập tức co rụt lại, lớn tiếng trách mắng, lớn mật, dám làm hỏng pháp đàn bản tọa. Một tiếng gầm thét qua đi, tăng bảo trên người y không gió tự bay, một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được lập tức tản ra. Vậy mà ngưng tụ như thực, hóa thành một cơn gió lớn, lấy y làm trung tâm thổi ra bốn phương tám hướng. Trên quảng trường còn đứng đông đảo hộ pháp tăng, bị cơn cuồng phong này thổi tới, từng người không thể đứng vững, nhao nhao lảo đảo lui lại, cơ hồ ngã sấp xuống. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 696, Thế Kiếp. Thẩm Lạc và cả phi kiếm đều bị Lâm Đạt thả ra cuồng phong bức lui ba thước. Lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, Lâm Đạt thiền sư kia rõ ràng là một tên tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, ngửa đầu nhìn thoáng qua Thiền Nhi trên pháp đàn. Trong lòng hắn đoán được một khả năng nào đó, lập tức cảm thấy vô cùng nóng nảy. Bất kể thế nào, nhất định phải cứu được Thiền Nhi trước rồi lại nói. Trong lòng Thẩm Lạc kiên định, lập tức thi triển tả nguyệt bộ, di chuyển qua phía pháp đàn. Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, quán trú vào trong thuần dương kiếm phôi. Toàn lực thúc dục hồng liên nghiệp hỏa, ngưng tụ bên ngoài mũi kiếm thành một tầng hỏa diễm phong nhận, toàn lực đâm tới phía pháp đàn. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Lâm Đạt thiền sư quát to một tiếng, đưa tay bóp hư không một cái pháp quyết, đột nhiên đập xuống phía trước. Chỉ thấy trong tay áo y tuôn trào ra sát khí, hóa thành một vòng xoáy hắc vụ, lượn vòng xuống, trực tiếp bao phủ Thẩm Lạc vào trong đó, trong nháy mắt tràn ra bên ngoài trăm trượng. Trong khói đen, một đóa hoa sen màu máu óng ánh nổi lên, ở trong có một đạo huyết quang bắn ra, kéo thuần dương kiếm phôi vào trong tâm hoa, tiếp theo cánh sen bốn phía hợp lại, khóa kiếm phôi vào trong đó. Thẩm Lạc lập tức phát hiện, liên hệ giữa mình cùng thuần dương kiếm phôi đã bị ngạnh sinh cắt đứt. Chỉ là trước mắt càng thêm khó giải quyết chính là, trong vòng xoáy hắc vụ không ngừng có âm sát khí cuốn đến hắn. Như đảo nước vỗ bờ cọ rửa thể phách của hắn, khiến cho cả người hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân lạnh tới xương tủy. Đông đảo tăng nhân trên quảng trường căn bản không phải đối thủ của Long Đàn cùng Bảo Sơn, rất nhanh tử thương hơn phân nửa. Còn lại bất quá là chó cùng dứt dậu, đã không thể chống được mấy hiệp. Bảo Sơn thiền sư mang theo hai thiền tăng tấn công về phía Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên mặc dù có quỷ tướng tương trợ, tạm thời không rơi xuống hạ phong, nhưng căn bản không dứt ra được để cứu người. Lâm Đạt đứng chính giữa trên đài cao, nhìn thi hài khắp nơi, cùng lửa cháy lều vải nơi xa. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tươi cười thì thào nói, bị đè nén lâu như vậy, rốt cuộc có thể buông tay buông chân rồi. Nói xong, ánh mắt của y quét qua các thiền sư bị giam cầm, lại mở miệng nói, chư vị thiền sư, hôm nay bản tọa muốn ở đây chứng đạo phi thăng, có thể thành công hay không phải xem chư vị, làm phiền. Y nói như một lời hảo ngôn xin nhờ đám người, nhưng trên thực tế nào cần những người này phối hợp, hết thảy đã sớm ở trong lòng bàn tay của y. Tiếng nói của y rơi xuống, thần tình trên mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, trong mắt lại xuất hiện thần sắc khẩn trương. Chỉ thấy hai tay y bóp một cái pháp quyết cổ quái, trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng như u quỷ. Hai tay đột nhiên giơ cao nhập không, làm thế nâng bầu trời lên. Ngay sau đó,
Sau người y liền có tầng tầng hồng quang sáng lên, một vòng tiếp theo một vòng giống như bảo quang sau lưng Phật Đà Bồ Tát. Mà dưới thân cũng có điểm điểm huyết quang ngưng tụ ra, hóa thành một đài sen huyết tinh to lớn. Ánh mắt Lâm Đạt Thiền Sư hơi sáng lên, tay bấm niêm hoa chỉ, khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt quanh thân phóng thích ra một cỗ khí kình cường đại, quần áo trực tiếp bạo liệt, lộ ra nửa người trên trần trụi. Đám người nhìn thấy trên thân trần y, vậy mà một vòng bảo khí Phật quang như trang giấy vàng Phật kinh, phía trên lít nha lít nhít kinh văn Phật giáo. Mà Phật kinh vốn nên kim quang sáng tỏ, vậy mà từ đầu đến cuối hơn phân nửa bị xâm nhiễm thành màu đen nhánh, nhìn giống như đã để nhiều năm, mục nát như nước bùn. Lâm Đạt Thiền Sư lộ ý cười, đưa tay vạch trên người một cái, trang giấy vàng Phật kinh vỡ từ giữa ra, từ trên thân y rơi xuống dưới. Đó là cái gì? Ác quỷ, đó là hung ác quỷ vật chỉ có trong luyện ngục. Làm sao trên người hắn lại có loại đồ vật kia? Tội nghiệt, tội nghiệt. Khi nửa người, Lâm Đạt Thiền Sư lộ trần trụi ra, các thiền sư bị cầm tù kia rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, từng người hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, trong miệng đều kinh hoàng kêu lên. Đúng lúc này, ngao một tiếng long ngâm vang lên, một đạo quang diễm hình rồng phóng lên tận trời, đánh tan vòng xoáy đạo hắc vụ kia, là Thẩm Lạc cầm long giác chùy xông vào không trung, thoát khốn ra. Khi hắn thấy rõ bộ dạng Lâm Đạt Thiền Sư lúc này, thần sắc trên mặt cũng nhìn không được bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng thì thào kêu lên, bách quỷ uẩn thân đại pháp, Lâm Đạt yêu tăng, ngươi là người luyện thân đàn. Quỷ tướng một bên đánh lui hai tên tăng đổ thánh liên pháp đàn liên thủ công kích, cũng nhìn thoáng qua Lâm Đạt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy nửa người trên Lâm Đạt, làn da trở nên đỏ như máu, trên đó dâng lên từng cái bao lớn dày đặc, phía trên hiện lên từng mặt quỷ dữ tợn không gì sánh được. Những mặt quỷ kia đã không còn hình dáng nhân loại, mỗi một con trên đầu sinh ra một đến hai cái tiêm giác, trong miệng tất cả đều lồi ra răng nanh bén nhọn, nhìn không khác gì ma quỷ. Thẩm Lạc đã xem qua toàn bộ nội dung bách quỷ uẩn thân đại pháp, cho nên trong lòng biết rõ, loại tình huống kia mang ý nghĩa, Lâm Đạt tu luyện bách quỷ uẩn thân đại pháp đã đến cực hạn. Giờ phút này trên người y tán phát ra ba động mạnh mẽ, điều đó đã chứng minh công pháp y đã đại thành, tu vi cũng đến đại thừa đỉnh phong, khoảng cách phá cảnh thăng tiên bất quá chỉ một bước. Rất hiển nhiên, y khổ tâm bố trí đại thừa pháp hội này, chính là vì phóng ra một bước này. Luyện thân đàn, không ngờ ngươi còn biết luyện thân đàn. Xem ra nghịch đồ năm đó cướp vị trí thánh chủ của ta, cũng không bôi nhọ thánh đàn ta đã lập. Đợi ta chứng đạo thăng tiên, lại về trung thổ hảo hảo ôn chuyện với hắn. Trong mắt Lâm Đạt lóe lên vẻ hồi ức, cười lạnh nói. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, liền biết nghịch đồ trong miệng y nói, hơn phân nửa chính là thánh chủ luyện thân đàn bây giờ. Hắn lại nhìn về phía Lâm Đạt, trong lòng cơ hồ suy đoán, thủ đoạn cùng ác nghiệp tại thân như thế, hơn phân nửa y chính là ma hồn chuyển thế ẩn thân tại Tây Vực. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không trung vạn lý sa mạc tinh không, bỗng nhiên cuồng phong thổi quyển, từng tầng mây đen bay đến, trong giây lát đã che đậy phương viên trăm dặm trên bầu trời. Đám người không rõ nội tình, tưởng là thủ đoạn yêu tăng Lâm Đạt kia thi triển, nhưng Thẩm Lạc ngửi được một chút khí tức không bình thường. Ánh mắt hắn lại quét qua đại đức cao tăng xung quanh, rốt cuộc triệt để minh bạch mục đích Lâm Đạt. Y tu luyện bách quỷ uẩn thân đại pháp, vì truy cầu tốc độ tu luyện, tất nhiên hành vi từ trước tới giờ không thèm ước thúc, lạm sát kẻ vô tội, đến mức sát nghiệt quá nặng, nghiệp chướng quấn thân. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, tu sĩ như vậy, muốn chứng đạo. Trường sinh thì càng khó khăn, khi đột phá bình cảnh đại thừa bước vào chân tiên kỳ, đối mặt thiên kiếp càng hung hiểm. Tu sĩ bình thường nếu thế sẽ cửu tử nhất sinh, bọn họ giết cả đời, muốn ứng đối thiên kiếp, nhất định phải tìm phương pháp thế kiếp, còn chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 697, Chấp Pháp Thiên Binh. Người muốn dùng chư vị cao tăng để thế kiếp ngươi,
Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Không ngờ chỉ là một tu sĩ xuất khiếu kỳ, vẫn có thể biết chuyện thế kiếp. Ha ha ha, người nói không sai, bản tọa chính là muốn bọn hắn thay ta ứng kiếp, đây là vô thượng quang vinh cho bọn hắn. Lâm Đạt có chút ngạc nhiên, cười ha ha nói. Hừ, thiên đạo vô tư, ngươi gây sát nghiệt sâu nặng, cuối cùng khó thoát khỏi thiên phạt. Thẩm Lạc trách mắng. Thiên đạo vô tư. Ha ha ha, bản tọa tự biết công pháp quỷ đạo không được thiên đạo dung thân, vì ứng đối thiên kiếp, không tiếc áp chế bản tâm, hóa thân thiền sư tu Phật trăm năm. Thời gian này không tạo sát nghiệt, thành tín làm việc thiện, vốn tưởng rằng có thể trừ khử nghiệp chướng. Ai ngờ công đức gom góp lại như lầu các trên không trung, khó chống đỡ sát nghiệt. Nếu thiên đạo không cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, vậy cứ tùy hắn đi. Bây giờ mấy chục đại đức cao tăng này cùng ta chịu thiên phạt, ta ngược lại muốn xem thiên đạo vô tư thế nào đây. Ha ha, Lâm Đạt cười như điên nói. Người tu Phật Pháp có lẽ là thật, làm việc thiện có lẽ cũng thật, nhưng ngươi giả nhân giả nghĩa, nên quả làm sao lại thật. Trách không được ngày đó gặp ngươi mặc dù thân có Phật quang, bên trong lại phiếm hồng, cuối cùng không phải công đức tại thân chân chính. Thẩm Lạc diễu cợt nói. Nói nhiều như vậy, một tu sĩ xuất khiếu kỳ nho nhỏ như ngươi có thể làm khó dễ gì được cho ta. Lâm Đạt cũng không để ý chuyện này. Trong khi nói chuyện, hai tay của y đột nhiên mở ra, thân hình theo huyết sắc đài sen tung bay lên, treo ở không trung. Từng tấm mặt quỷ dữ tợn trên thân như sống lại, nhao nhao lúc lắc đầu lâu, từ dưới làn da màu đỏ ngòm lồi lên. Bộ dáng kia nhìn tựa như tất cả muốn nứt vỡ da của y, từ trong thân thể lao ra. Giống, Lâm Đạt cũng không há miệng, lại có một tiếng như thú giống từ trên thân y vang lên. Từng tấm mặt quỷ dữ tợn kia tại thời khắc này đều mở ra miệng to như chậu máu, quanh thân tạo thành hơn trăm cửa hang đen kịt lít nha lít nhít. Nương theo từng đợt tiếng gió gào thét, từng luồng lực hút cường đại lực từ trong những miệng to như chậu máu kia không ngừng truyền ra. Vừa rồi chết mấy ngàn người trên quảng trường, trong lúc nhất thời khói đen tràn ngập, từng người vừa mới bỏ mình. Âm hồn chưa kịp tiến vào minh phủ, liền nhao nhao bị nguồn lực lượng này xé rách, rơi vào trong những miệng to như chậu máu kia. Theo những âm hồn này vào, bụng, khí tức trên thân Lâm Đạt đã vô cùng cường đại, lại lần nữa tăng vọt, vòng sáng màu hồng sau lưng y lập tức phóng lên tận trời, biến thành sát khí như cột máu, trực tiếp thiên địa. Bình cảnh rốt cuộc trong nháy mắt bị phá vỡ, chính thức bước vào chân tiên kỳ. Trên bầu trời đọng lại mây đen giống như cảm ứng được cái gì, tầng mây nặng nề đọng lại cách xa mặt đất bất quá mấy trăm trượng. Nhìn tựa như toàn bộ màn trời ép xuống dưới, khiến cho người ta có loại cảm giác kiềm chế ngạt thở không gì sánh được. Không bao lâu, liền có mấy đạo sắc trời từ trong mây đen lộ ra, chỗ sâu tầng mây phun trào sương mù, dần dần hiển hóa ra bốn mặt người mơ hồ vô cùng to lớn. Đùng, đùng, ba tiếng quỷ cổ, thiên kiếp lâm thế. Thẩm Lạc biết bốn mặt người to lớn trên bầu trời chính là chấp pháp thiên binh do thiên địa đại đạo hiển hóa ra, nhưng lại phát hiện hình dáng bốn người kia không giống trong mộng cảnh. Lúc ấy hắn nhìn thấy, chính là bốn tên lực sĩ thân mang kim giáp, trong tay đều cầm lấy pháp khí hình búa, mặc dù cũng một mặt lạnh lùng. Trên thân lại không có chút khí tức thần nhân, nhưng so với bốn người trước mắt thì quang minh chính đại hơn nhiều. Trái lại bốn mặt người to lớn trên bầu trời này đều là sương mù ngưng tụ thành, ngũ quan mơ hồ không rõ, nhìn giống người mà không phải người, toàn thân cũng có một cỗ quỷ khí lành lạnh không rõ. Bất quá quỷ khí trên thân họ tinh thuần không gì sánh được, phảng phất không chứa bất kỳ tạp chất gì, là âm sát lực thuần túy nhất thế gian. Triệu Phi Kích nơi xa ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kích động, thiên kiếp hạ xuống này cũng không nhằm vào gã, mà gã xem như đồng tu bách quỷ uẩn thân đại pháp, dưới khí tức thiên địa huyền diệu này lưu truyền, lại có thể cảm nhận được một loại đại đạo vô hình. Pháp lực trong cơ thể gã không cần phải thay đổi, liền có thể tự vận chuyển. Tất cả mọi người ở dưới mây đen áp thiên này đều cảm thấy hô hấp không thông, gã lại cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Đông. Theo một tiếng quỷ cổ cuối cùng vang lên, bốn mặt người to lớn kia bắt đầu thu nhỏ lại, khuôn mặt cũng theo đó trở nên rõ ràng hơn,
thân thể hoàn chỉnh dần dần từ trong sương mù dày đặc hiện hiện ra. Khác với kim giáp thiên tướng chính là, bốn tên chấp pháp thiên binh này đều cởi trần, tóc rối tung, tay cầm pháp khí hàng ma, như kim cương lực sĩ trợn mắt trừng trừng, hung hăng nhìn chằm chằm xuống dưới. A-di-đà Phật, chúng cao tăng thấy thế, nhao nhao chắp tay trước ngực niệm, ngày này, cuối cùng đã tới. Lâm Đạt ngửa mặt nhìn lên trời, ánh mắt phức tạp, trong đó có kích động, có phẫn nộ, e ngại cũng có. Y vừa dứt lời, liền có từng đợt thanh âm phản âm Phật ngữ không linh bắt đầu quanh quẩn giữa thiên địa. Trên thân mấy tên chấp pháp thiên binh kia cũng nhộn nhạo lên trận trận sóng pháp lực, một tòa pháp trận đường vân thập tự giao nhau nổi lên. Thẩm Lạc hô hấp khẩn trương, lập tức phát giác không khí lưu động xung quanh bắt đầu ngưng lại, thiên địa phảng phất bao phủ một mảnh trong không gian hư vô, bốn phía lập tức yên tĩnh tới cực điểm. Đám người Bạch Tiêu Thiên đánh nhau hỗn loạn trong xuất hiện ngắn ngủi này liền ngừng lại, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên thân chấp pháp thiên binh trên trời. Đúng lúc này, hai tròng mắt đen kịt của bốn tên chấp pháp thiên binh bỗng nhúc nhích liếc qua một cái, đồng thời tế lên các loại pháp khí hàng ma sử trong tay, giao nhau trên đỉnh đầu Lâm Đạt, đánh vào nhau. Chanh một tiếng duệ khiếu vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Pháp trận trong hư không lập tức sáng lên huyết sắc quang mang, từng đợt thanh âm ầm ầm kiềm chế không gì sánh được truyền đến. Một đạo lôi điện màu đen tráng kiện như cột trụ, trong nháy mắt xuyên phá tầng mây, từ trên không trung đánh xuống. Lâm Đạt đã bước vào chân tiên kỳ thấy thế, trong hai con người cũng hiện lên một vòng dị sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn trước người. Hai tay cao chấn nhập không, quanh thân bao phủ bảo quang màu đỏ lập tức phóng lên tận trời, cùng lôi điện kịch liệt va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, lôi điện màu đen không tốn chút sức nào đánh nát bảo quang màu đỏ, không chút đình trệ tiếp tục giáng xuống. Đôi mắt Thẩm Lạc co rụt lại, Lâm Đạt này quả nhiên phạm vào sát nghiệp, nên gặp lôi kiếp uy lực so với hắn ngày đó trong mộng mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ thấy hai mắt Lâm Đạt ngưng tụ, pháp quyết lần nữa kết động, tay vung lên không trung. Chỉ một thoáng, mấy trăm mặt quỷ dữ tợn trên thân nhao nhao phun ra ồ quang, dung hợp lẫn nhau thành một quỷ vật đen kịt khổng lồ. To không thua chấp pháp thiên binh, tay cầm một cây quỷ đầu thương đâm lên không trung. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 698: Thiên đạo bất công. Ầm ầm, thiên kiếp biến thành lôi trụ màu đen giằng co cùng mũi quỷ đầu thương do Lâm Đạt tế ra, lập tức nổ lên thanh âm như lôi bạo. Vô số đạo lôi điện màu đen từ chỗ va chạm nổ bể ra, phảng phất trên bầu trời nở rộ một đóa hoa màu đen khổng lồ, sáng chói chập chờn, khiến cho người chấn kinh. Bạo tạc nổ tung trên không trung cao trăm trượng, tầng tầng kình phong thổi quét ra hơn 10 dặm, trong nháy mắt quét cho thiên địa linh khí xung quanh trống không. Đúng lúc này, bàn tay Thẩm Lạc giấu trong tay áo bỗng nhiên lấy móng tay vạch trong lòng bàn tay một cái. Máu tươi vẩy ra được hắn dẫn dắt trong hư không hóa thành một đạo huyết phủ, trực tiếp bay về phía đóa hoa sen huyết tinh treo giữa không trung kia. Lúc tới gần, huyết phủ quang mang lóe lên, ở giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa diễm xích hồng, che huyết tinh hoa sen vào. Thuần dương kiếm phôi bị bao phủ trong huyết tinh lập tức kịch liệt giằng co. Thẩm Lạc cảm nhận được liên hệ giữa mình và thuần dương kiếm phôi, trong lòng mừng rỡ. Lập tức thôi động thuần dương pháp quyết, chân đạp mặt đất, thân hình trụ vững, bàn tay bỗng nhiên kéo một cái. Trên thuần dương kiếm phôi lập tức bốc cháy lên một tầng lửa, mũi kiếm trực chỉ không trung, ra sức va chạm. Két một tiếng vang giòn, một mảnh cánh sen bị đụng nát ra, hóa thành tinh phấn tiêu tán không thấy. Thuần dương kiếm phôi thì nhất phi trùng thiên, ở trên không trung vặn vòng thân hình, cực tốc bay trở về Thẩm Lạc. Lâm Đạt vừa rồi toàn tâm ứng đối đạo lôi kiếp thứ nhất, căn bản không rảnh bận tâm bên này, mới cho Thẩm Lạc cơ hội lợi dụng, cứu phi kiếm ra. Y đang tâm phiền đối phó lôi kiếp uy lực viễn siêu dự đoán, thấy Thẩm Lạc quấy rối, lập tức giận dữ, ra lệnh, Long Đàn, nhanh giết chết tên này. Nhục thân nghiền xương thành tro, thần hồn không cần diệt hết, chí ít lưu lại ba phần,
đợi bản tọa lịch kiếp xong, hảo hảo tính sổ với hắn. Tuân mệnh, Long Đàn Pháp Sư dựng thẳng trường đáp. Nói xong, thân hình lão lóe lên, lao thẳng tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vừa mới triệu hồi thuần dương phi kiếm, đang định tiếp tục thi cứu Thiền Nhi, chợt thấy sau lưng đột nhiên tiếng gió đại tác, cũng không xoay người lại xem, chỉ vận chuyển tà nguyệt bộ né tránh ra. Long Đàn Thiền Sư nắm trong tay một cây thiền trượng màu trắng do xương người chế thành, đâm sượt qua thân Thẩm Lạc, đột nhiên đưa trường chảo về sau. Trong lòng bàn tay lão hiện ra một chữ cấm huyết hồng, căn bản chưa chạm đến quần áo Thẩm Lạc. Ở trong đã có một cỗ lực cấm chế vô hình kéo lấy thân thể Thẩm Lạc, khiến cho thân hình hắn cứng đờ, bị giam cầm tại chỗ. Không đợi hắn tránh thoát, bạch cốt thiền trượng đã đột nhiên nhô ra, điểm tới mi tâm hắn. Đông một tiếng vang nhỏ, trong lòng Thẩm Lạc vang lên. Cảnh sắc trước mắt hắn biến đổi theo, bốn bề không phải là đại mạc mênh mông, mà trở lại trong Xuân Hoa huyện thành. Xung quanh ngựa xe như nước, tiếng giao hàng không ngừng, các loại thanh âm lộn xộn khó phân, tràn đầy khí tức yên hòa. Phu quân, một tiếng khẽ gọi từ phía sau vang lên. Thẩm Lạc kinh ngạc quay đầu, liền thấy bên cạnh ngừng lại một cỗ xe ngựa. Một nữ tử buộc tóc dung mạo cực đẹp đang từ trong kiệu xương vén màn lên ló đầu ra. Làm gì ngây ngốc vậy, mua xong thì trở lại, chúng ta còn phải nhanh ra khỏi thành đó. Nữ tử kia tươi cười dịu dàng, dung mạo xinh đẹp, không phải Nhiếp Thải Châu, còn có thể là ai? Thẩm Lạc mờ mịt cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay mình đang nắm một chuỗi hồ lô băng đường màu sắc mê người. Nha, hắn hoảng hốt lên tiếng. Đi đến trước xe ngựa đỡ càng xe, muốn nhảy lên xe ngựa. Thẩm Lạc, đúng lúc này, một tiếng la hùng hồn, tựa như sư tử gào thét đột nhiên vang lên. Thẩm Lạc mở to mắt, trong nháy mắt trở lại đại mạc chiến trường. Thẩm Lạc, cẩn thận thực mộng yêu, thanh âm Bạch Tiêu Thiên từ đằng xa truyền đến. Vừa rồi cũng chính y dùng Phật môn sư tử hống đánh thức Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lúc này mới kinh sợ phát hiện. Trên đỉnh dẫn hồn trượng của Long Đàn Thiền Sư đang đứng một tiểu nhân hơi mở cao khoảng ba tấc, cằm và hai tai dài nhọn. Trong miệng mọc đầy răng nhỏ giống như xương cá, đang há miệng cắn xé một hư ảnh hình người từ chỗ mi tâm hắn kéo dài ra. Coi hình dáng hư ảnh thình lình chính là hồn phách của mình. Trong lòng hắn run sợ, tâm niệm khẽ động, thuần dương kiếm phôi lập tức lóe lên, liền chém tiểu nhân kia thành hai đoạn. Long Đàn Thiền Sư trợn trừng mắt một cái, dẫn hồn trượng mạnh mẽ đâm tới trước, đầu trượng bắn ra một đạo bạch quang sắc bén, đâm thẳng tới mi tâm Thẩm Lạc. Cơ hồ cùng lúc, trên đỉnh đầu Thẩm Lạc cũng treo lên một tấm gương đồng tám cạnh, tám màn sáng rủ xuống bốn phía bảo hộ hắn vào trong. Bạch quang pháp trượng đánh vào trên màn sáng, ầm rung động, đúng là trực tiếp bị bắn ngược về, thẳng đến Long Đàn. Long Đàn thấy thế, trong mắt lóe lên dị sắc. Thân hình lập tức lui về phía sau tránh né. Thẩm Lạc đang muốn tiến lên truy kích, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, lần nữa lôi kiếp từ trên cao đánh xuống. Đạo lôi kiếp thứ hai hàng lâm xuống. Một đạo lôi điện quang trụ màu đen thô to hơn xa lúc trước từ trên cao chút xuống, ở trong hiện ra từng tia từng sợi quang ngấn màu bạc, uy lực tất nhiên vượt xa lúc trước mấy lần. Lâm Đạt nhìn chằm chằm không trung, không dám phân thần, y đưa tới những cao tăng này vốn chỉ để ứng đạo lôi kiếp thứ 9. Cũng là đạo hung hiểm nhất, lấy công đức cùng khí tức bọn họ hỗn hợp cùng mình, từ đó trợ giúp y chia sẻ uy lực lôi kiếp thiên đạo. Về phần 8 đạo lôi kiếp trước, y tin tưởng mình có thực lực ngạnh kháng. Nhưng xem tình huống trước mắt, y còn đánh giá thấp uy lực thiên kiếp, chí ít là đánh giá thấp uy lực thiên kiếp ứng trên người y. Nếu lấy uy lực điệp ra lên như thế, y toàn lực chống đỡ cũng chỉ ngăn cản đến đạo lôi kiếp thứ 7 mà thôi. Mà lần thứ 8, sẽ dùng những cao tăng thiền sư này chia sẻ giúp mình. Về phần đạo lôi kiếp thứ 9, tự nhiên không thể biết được. Vì có thể ổn thỏa độ kiếp thành công, y khổ tâm ẩn nhẫn hơn trăm năm, cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đời con mẹ nó thiên đạo, không phải nói vô tư sao? Làm sao lại đuổi đánh ta tới cùng như vậy? Bất công như thế, uổng xưng là thiên đạo. Lâm Đạt khẽ gắt một ngụm, trong lòng nhịn không được chửi bới. Sau khi mắng, hai tay của y lần nữa bấm pháp quyết, đưa tay đánh lên không trung.
quỷ vật khổng lồ do quỷ khí ngưng tụ thành kia, thân thể to lớn như là tiên ma pháp tướng, quỷ đầu cự thương trong tay lần nữa xuất kích, đâm tới lôi điện cuồn cuộn kia. Mũi nhọn quỷ đầu thương bắn ra từng cỗ ánh sáng màu đen, cùng lôi điện hỗn tạp một chỗ, đồng thời vỡ ra. Lôi điện đầy trời nổ tứ tán, cuồn cuộn hắc vụ trùng thiên phân tán, trên bầu trời hỗn loạn không chịu nổi, tựa như ngày tận thế tới. Trường thương trong tay quỷ vật bị điện quang nổ đoạn ra, từng tia điện màu bạc, như mưa rơi hắt vẫy trên thân, đánh cho thân thể xuyên ra từng lỗ rách, thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không thôi. Lâm Đạt tiện tay vung lên, thân thể quỷ vật tàn phá bắt đầu tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn sương mù đảo lưu quay về, lại bị mặt quỷ dữ tợn trên bụng y hút trở về trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 699, Dụ Địch. Hai tay Lâm Đạt đẩy ra trước người, thở nhẹ một hơi. Đạo lôi kiếp thứ hai này cũng coi như bình an vô sự. Ánh mắt của y quét xuống phía dưới, nhìn thấy hộ pháp tăng mà chư tăng Tây Vực mang tới đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà thuộc hạ của mình cũng tử thương không nhỏ. Bây giờ bao gồm Bảo Sơn cùng Long Đàn cũng chỉ còn lại 7 người. Trong đó 3 người đang truy sát hộ pháp tăng còn lại. Bảo Sơn cùng một người liên thủ đối chiến Bạch Tiêu Thiên, quỷ tướng Triệu Phi Kích cũng ngăn lại một người. Cuối cùng chỉ còn lại Long Đàn độc chiến Thầm Lạc. Long Đàn chính là kẻ phản bội lại thánh chủ đương nhiệm luyện thân đàn, kẻ đã phản bội Lâm Đạt. Sau trốn vào Tây Vực được y thu làm đồ đệ, cũng là y hao tốn nhiều tâm huyết cùng khí lực vun trồng, cho nên thực lực cũng mạnh mẽ nhất. Thẩm Lạc dựa vào bát huyền kính hộ thân, thao túng thuần dương kiếm phôi cùng long giác chùy không ngừng công kích. Long Đàn nhìn như liên tục bại lui, rất có xu thế bị hắn áp chế. Bất quá, Thẩm Lạc biết rõ, đối phương chỉ đang quen thuộc thủ đoạn công kích của mình mà thôi, căn bản còn chưa xuất toàn bộ thực lực. Hai người giao thủ mười mấy hiệp, Long Đàn đột nhiên tươi cười, nói với Thẩm Lạc, mấy thủ đoạn của các hạ, bần tăng cũng đã quen rồi, nếu không có thủ đoạn áp đáy hòm, bần tăng sẽ phải đáp lễ lại rồi. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng bất giác cảm thấy mấy phần phiền muộn. Bây giờ mặc dù hắn đã triệt để luyện hóa long giác chùy, nhưng cảnh giới cùng tu vi hắn, chung quy vẫn không thể kích phát toàn bộ uy năng bảo vật này. Do đó, đối đầu Long Đàn cũng không thể nhất kích tất sát. Mà chủ yếu là hắn còn lo lắng an nguy thiền nhi, phải phân thần quan sát biến hóa pháp đàn bên kia, không cách nào toàn lực ứng phó được. Ngay lúc ánh mắt hắn hơi chếch đi, Long Đàn chờ đúng thời cơ, trên thân đột nhiên khuấy động một trận gợn sóng. Thân ảnh giống như quỷ mị mơ hồ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiếp theo trống rỗng thoáng xuất hiện sau lưng Thẩm Lạc. Chỉ thấy một tay lão vỗ trường xuống, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm phù lục màu tím, phù văn với chữ bạo bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phía sau cổ Thẩm Lạc có một đoàn ánh lửa hừng hực nổ bể ra, màn sáng bát huyền kính ứng thanh vỡ vụn, cả người dưới luồng sức mạnh này trùng kích, bay nhào ra trước, trùng điệp ngã dầm trên mặt đất. Phần sau gáy hắn là một mảnh máu thịt bè bét, dưới màu hồng. Phấn của màng thịt bao bọc, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoạn xương gãy màu trắng, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Long Đàn nhìn thấy Thẩm Lạc còn giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, xương gãy phía sau đã sắp bị gãy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chiến thắng, thân hình lóe lên phóng tới, một cước trùng điệp dẫm trên lưng Thẩm Lạc. Thí chủ đã thành bộ dạng này, cũng đừng lộn xộn nữa, hồn phách ngươi bần tăng thu thập đủ chút. Dù sao chỉ là một hồn một phách mà thôi, sư tôn tra tấn cũng không quá bất cẩn. Nếu thần hồn sung mãn, ngươi mới có thể hưởng thụ loại niềm vui đốt đèn kia, mới có thể nhìn xem thần hồn của mình bị thiêu đốt từng chút một, biết cái gì mới gọi là dầu hết đèn tắt. Lão vừa nói, vừa dùng dẫn hồn trượng trong tay đè lên ót Thẩm Lạc, ngạnh sinh nhấn đầu hắn xuống dưới. Lão vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt chớp động mấy cái. Ánh mắt có chút mơ hồ. Có đôi khi cười quá sớm, đích thật sẽ phải lúng túng đó. Đúng lúc này, thanh âm Thẩm Lạc đột nhiên từ trước người lão vang lên.
Trong lòng Long Đàn cả kinh, định trốn chạy, nhưng pháp lực vừa mới vận chuyển lại đột nhiên đình trệ, toàn bộ thân thể cứng ở nguyên địa, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, mê vụ trước mắt tựa như bị đẩy ra, lão thấy được chân tướng phía dưới. Thẩm Lạc vẫn như cũ bị lão dẫm dưới chân, bất quá không phải nằm trên mặt đất, mà là nằm dưới một thân thể, đang vui vẻ nhìn lão. Trên ngực hắn, thình lình nằm sấp một con sao biển to lớn toàn thân trắng sữa, ở giữa có màu tím nhạt. Sao biển kia cũng mở to hai mắt ngập nước nhìn lão chằm chằm, trong mắt còn tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Nguyên lai, Thẩm Lạc chẳng biết lúc nào đã triệu hoán ra bạch tinh, lợi dụng năng lực huyễn thuật nó che đậy thiên cơ, để Long Đàn nghĩ lầm mình bị trọng thương. Trên thực tế đạo bạo liệt phù không tầm thường kia, hoàn toàn chính xác đánh nát màn sáng bát huyền kính, nhưng uy lực cũng bị hao hết, căn bản không đả thương được Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thì mượn cơ hội lão đắc ý, lấy một tấm định thân phù khốn trụ Long Đàn. Thí chủ một thân năng lực cùng tâm cơ đều là thượng giai, không bằng gia nhập thánh. Long Đàn thấy mình bị chế trụ, ý cười trên mặt dừng một chút, mở miệng nói. Chỉ là lão mới nói đến một nửa, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, thân thể Thẩm Lạc bị dẫm phía dưới dùng một chưởng đẩy ra. Long giác chùy kia liền hóa thành một đạo kim long, trong nháy mắt đâm tới ngực lão. Phốc! Một đám huyết hoa trong nháy mắt nở rộ ra. Long giác chùy gần như không phí khí lực, trực tiếp quán xuyên tim Long Đàn. Trong nháy mắt hai mắt lão trợn to, trên mặt kinh ngạc khó tin, thân thể duy trì động tác cứng ngắc, ngã sấp ra sau. Thẩm Lạc từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ đất cát trên người, có chút trào phúng nói, bây giờ người xấu nói nhiều thì dễ chết, ta há lại nhiều lời với ngươi. Nói xong, hắn đưa tay vỗ vỗ bạch tinh đang nằm nhoài trên ngực mình, ra hiệu nó không cần sợ hãi, an ủi. Không cần sợ hãi, lần này ngươi đã giúp ta đại ân, ta đưa ngươi trở về trước, ngày sau sẽ đáp tạ. Bạch tinh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, ở trên lục địa năng lực của nàng giảm bớt đi nhiều. Mỗi lần bị Thẩm Lạc triệu hoán ra, đều nghĩ làm sao có thể nhanh trở về. Thẩm Lạc chợt thi triển thông linh thuật, đưa nó trở về. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới phía dưới pháp đàn chỗ Thiền Nhi, ngửa đầu hô, Thiền Nhi sư phụ, chờ một lát, ta sẽ cứu người ra. Nói xong hắn vung tay lên, trên thuần dương kiếm phôi dâng lên hỏa diễm, mãnh liệt đâm tới tòa pháp đàn kia. Ngay lúc kiếm quang sắp đâm vào pháp đàn, một đạo tinh quang màu máu từ trên trời rơi xuống, ngăn trước pháp đàn. Thuần dương kiếm phôi đánh vào trên tinh quang, ầm một tiếng bị bắn ngược trở về. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, liền thấy Lâm Đạt vừa rồi mới ngăn lại đạo thiên kiếp thứ tư, đang trợn mắt nhìn về phía bên này. Phế vật, ngay cả xuất khiếu kỳ cũng không thu thập được. Lâm Đạt giận mắng một tiếng, đưa tay vỗ vào bụng mình, làn da trên thân có một chỗ nâng lên, một mặt quỷ dữ tợn lập tức tránh phá làn da trói buộc, từ trong thân thể y vọt mạnh ra. Mặt quỷ kia vừa rời thân thể, trong nháy mắt hư hóa thành một đạo quỷ khí màu đen phiếm hồng, bổ nhào tới thân thể Long Đàn. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức cổ tay chuyển một cái, vung lên bên kia. Thuần dương kiếm phôi theo tâm ý của hắn bắn nhanh ra, phi thân đuổi theo đạo quỷ khí màu đen kia, chém xuống nó một cái. Kiếm quang màu đỏ bỗng nhiên sáng lên, quỷ khí màu đen ứng thanh nứt ra, một phân thành hai. Nhưng dù nó phân liệt, thế tiến lên vẫn như cũ không giảm, tuần tự xông vào thân thể Long Đàn. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 700, Vãng Sinh Chú. Thân thể Long Đàn run rẩy kịch liệt, trong cổ bỗng nhiên phát ra ách một tiếng gầm nhẹ. Thân thể đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy thẳng tắp, vết thương nơi ngực đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lỗ rách ngay áo vẫn còn ở đó. Định thân phù dán trên bàn chân lão, trong nháy mắt xâm nhiễm thành màu đen, như lâu ngày mục nát, biến thành tro tàn. Dám, ngươi dám, hôm nay ta phải giết ngươi. Long Đàn mở miệng lớn thở dốc vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt dâng lên lửa giận, lớn tiếng gầm thét. Đây là thủ đoạn gì? Thẩm Lạc tưởng đây là Lâm Đạt thi triển một loại phụ hồn đoạt xá nào đó,
Không ngờ Long Đàn phục sinh xong, thần trí tựa hồ không bị dị dạng gì, như chính là lão. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, Long Đàn đã bổ nhào qua, dẫn hồn trượng trong tay lão bị một tầng hắc vụ tràn ngập qua, trong nháy mắt xâm nhiễm thành màu đen nhánh, đột nhiên vung xuống Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nắm chặt Long Giác Chùy, nâng lên như kiếm, đón đỡ. Pháp trượng màu đen, keng một tiếng trọng hưởng, pháp trượng màu đen chấn động kịch liệt, mặt ngoài lập tức tạo nên một tầng bụi màu đen. Thẩm Lạc nhíu mày, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng cũng lập tức phong bế hô hấp. Lúc này, trên Long Giác Chùy bỗng nhiên sáng lên kim quang, không đợi Thẩm Lạc thôi động, kim quang kia tựa như hỏa diễm bay lên, những bụi màu đen rơi vào mặt ngoài nó trong nháy mắt bị thiêu đốt biến mất. Tay còn lại của Thẩm Lạc vê một tấm lạc lôi phủ, đột nhiên vỗ tới phía trước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo bạch quang sáng như tuyết sáng lên trước người, hóa thành một đạo lôi quang màu trắng to bằng cánh tay bổ xuống dưới. Ngoài thân Long Đàn lập tức sáng lên ô quang, tựa như một tầng áo giáp bao bọc trên thân. Lôi quang màu trắng rơi vào trên áo giáp ô quang, ầm vang nổ tung, vô số tia điện tuyết trắng tản ra bốn phía. Dưới điện quang, Long Đàn lại không hư hao chút nào, trên thân ngay cả nửa điểm vết tích lôi điện cũng không lưu lại. Hừ, ta được pháp thân sư tôn tương trợ, hết thảy công kích của ngươi chỉ là gãi ngứa mà thôi, chịu chết đi. Long Đàn cười lạnh một tiếng, pháp trượng màu đen trùng điệp ép xuống. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ cự lực ép tới, không thể không triệt tiêu lực đạo, thân hình lui gấp lại. Chạy đâu? Long Đàn thấy Thẩm Lạc rút lui, hét lớn một tiếng đuổi theo. Thời khắc này Lâm Đạt đã không thể phân tâm chỗ khác, y đánh giá uy lực lôi kiếp thiên đạo không đúng, càng đánh giá thấp nghiệp chướng mình gây ra ngày xưa. Tất cả ác nhân đều thành ác quả, hôm nay chính là lúc ứng nghiệm. Ầm ầm, một tiếng lôi minh kịch liệt từ ngoài cửu thiên vang lên, dẫn tới toàn bộ sa mạc chấn động theo. Tiếng sấm kia giống như cơn giận thương thiên, thần sắc bốn tên chấp pháp thiên binh hờ hững không cải biến chút nào. Tay cầm hàng ma sử giao kích nhau, trên pháp trận thập tự tích lũy lôi quang, một đạo lôi trụ màu đen cùng màu bạc giao thoa ngưng kết thành. Lâm Đạt nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng, động tác hai tay không chút lười biếng, nhanh chóng kết ấn. Từng mặt quỷ quanh thân y tranh nhau gào thét, từ trong miệng chúng dâng trào trận trận xương đỏ huyết sắc, giao thoa hỗn tạp nhau, rất nhanh ngưng tụ thành một tòa Phật đường hơi mở cao ba tầng. Lâm Đạt khoanh chân ngồi trong Phật đường, hai tay vỗ, trong miệng tụng chú, vậy mà có tư thế Phật Đà ngồi tọa minh đường. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai lôi trụ màu bạc đen ngưng kết thành công, cuối cùng từ trên pháp trận giáng xuống, đánh vào trên Phật đường. Đỉnh bảo tiêm Phật đường đụng vào lôi điện đầu tiên, ầm vang nổ bể ra. Ngay sau đó, tầng mái hiên cao nhất băng liệt, lương trụ bay tứ tung. Tầng mảnh ngói thứ hai bay múa, cột trụ hành lang nổ tung, ngay cả mái hiên tầng thứ ba cũng triệt để hóa thành cho bụi. Lâm Đạt ngồi ngay ngắn ở trong Phật đường quát khẽ một tiếng, kết một cái Phật môn sư tử ấn. Đưa tay đập tới lưu điện trên không trung. Ngoài thân lão ngưng tụ hư quang, hóa thành một đầu cuồng sư màu đỏ to mấy chục trượng, trong miệng nó phát ra một tiếng rít, phóng lên tận trời, va chạm cùng lôi quang. Cả hai giằng co, sư tử liền thua trận, bị từng khúc lôi quang xé rách thành mảnh vỡ. Thân hình Lâm Đạt lập tức bị tia sáng hai màu lôi điện che khuất vào. Mười mấy hơi thở sau, lôi điện thu lại, thân ảnh Lâm Đạt lần nữa hiển hiện, y vẫn như cũ bảo trì tư thế ngồi xếp bằng. Trên thân không thấy bất luận ngoại thương nào, chỉ có tầng Phật quang quanh người đã trở nên ảm đạm mấy phần. Bất quá, nếu ai cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện trong Phật quang trở thành hơi nhạt này, ít đi mấy phần đỏ sậm, lại nhiều thêm một chút màu vàng óng. Nếu thật sự để y kháng trụ tất cả lôi kiếp mà không chết, có thể sẽ rửa sạch nghiệp, thoát thai trùng sinh. Dùng quỷ đạo nhập tiên tịch, đây có lẽ thật sự là bách quỷ uẩn thân đại pháp trung đồ. Trong mắt Lâm Đạt lóe lên vẻ hưng phấn, lật tay lấy ra mấy viên đan dược màu ám kim, ném vào trong miệng cũng không nhai, để nguyên nuốt xuống. Ha 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 ha, y cuồng tiếu ba tiếng, ánh mắt lại quét qua tàn khi khắp quảng trường,
hai tay một lần nữa kết động pháp quyết. Theo hai cánh tay y huy động, rất nhiều mặt quỷ trên thân y bắt đầu há miệng hút mạnh, từng đạo hồn phách tu sĩ nhao nhao từ trên thi thể tách rời ra, vạn phần hoảng sợ bay đến phía Lâm Đạt. Hồn phách những người tu hành cường đại vượt xa bách tính bình thường, nuốt xong sẽ mang tới ích lợi thập phần rõ rệt. Lâm Đạt vừa rồi chống lại lôi kiếp bị tiêu hao, hoàn toàn có thể nhờ vào đó bổ sung lại. Thấy những hồn phách kia sắp rơi vào miệng những mặt quỷ trên người Lâm Đạt, một tiếng Phật tụng đột nhiên vang lên. Chúng sinh nhiều khó khăn, ngã Phật tử bi, A-di-đà Phật. Nương theo một tiếng hùng hồn vang lên xung quanh, một kinh tràng bằng đá cao khoảng một trượng từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng đập xuống bên cạnh ngoài quảng trường, một bóng người lách mình đi tới bên hông, tay kết pháp quyết, thân quấn Phật quang, chính là Bạch Tiêu Thiên. Kinh tràng rơi xuống đất, mặt ngoài chỉ thoáng quang mang đại tác, từng mai văn tự màu vàng từ trên đó bay múa ra. Nhào nhào rơi trên mặt đất, như đá vụn lát thành một đầu đại đạo kim quang, liên tiếp hướng về phía quảng trường. Đây là vãng sinh chú, người dám. Lâm Đạt liếc mắt một kia liền nhận ra nội dung kinh văn kia, lập tức giận tím mặt, muốn xuất thủ công kích Bạch Tiêu Thiên. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có tiếng sấm nổ vang, đạo lôi kiếp thứ năm sắp rơi xuống, y không thể không tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tập trung tinh thần nhìn lên trên không. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên nghiêm túc dị thường, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, trong tay biến đổi pháp quyết theo. Văn tự màu vàng lát thành vãng sinh lộ càng phát ra sáng tỏ, những u hồn bị mặt quỷ kia hút đi, dường như cảm nhận được vãng sinh lộ này tồn tại, lập tức giống như hài tử bị lạc tìm được đường về nhà, nhao nhao nhẹ nhàng di chuyển qua bên này. Từng u hồn đi đến vãng sinh lộ, tới gần kinh tràng, vẻ kinh hãi trên mặt dần tiêu tán, thay vào đó là một loại an tường. Thân hình ở trong kim quang dần dần tiêu tán, đã không cần câu hồn sứ giả tiếp dẫn, trực tiếp đi hướng Minh Phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.